Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thị xã Nghi Sơn phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong phòng chống dịch COVID-19. Truyền thông của Trung tâm Y tế thị xã về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị xã Nghi Sơn đã đề ra nhiều giải pháp triển khai, tập trung thực hiện các dự án hạ tầng giao thông do Bộ và tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có tổng số dự án cần giải phóng mặt bằng là 125 dự án trên 474,19 ha. Trong đó, 81 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 là 349,26 ha, 44 dự án mới triển khai giải phóng mặt bằng từ năm 2021 là 124,93 ha. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức 45 hội nghị giao ban để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các dự án, tổ chức 22 cuộc hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất. Trọng tâm là dự án cao tốc Bắc Nam, trục chính phía Tây, đường điện 500 kV, đường Đông Tây 1 kéo dài, đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn. Tính đến ngày 15 tháng 6, thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 1.469 lượt hộ, trình phê duyệt phương án bồi thường 210,81 tỷ trên 1.020 lượt hộ, hoàn thành chi trả đạt 166,52 tỷ trên 2.702 lượt hộ, thực hiện ký cam kết giải phóng mặt bằng 361,84 hecta, đo đạc kiểm kê 433,81 hecta, lập phương án bồi thường 250,23 hecta, bàn giao mặt bằng 111,17 hecta trên 474,19 hecta, hoàn thành công tác quyết toán kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại 4 dự án với tổng số tiền 137,129 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị xã Nghi Sơn cũng đã tổ chức 2 đợt thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, chống tái lấn chiếm sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thi công tại dự án đường dây 500 kV, đấu mối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống đường điện quốc gia tại xã Trường Lâm, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại phường Hải Thượng. Tổ chức hoàn thành công tác di chuyển công trình vật kiến trúc đối với 45 trên 45 hộ tại dự án mở rộng tuyến đường CC3, khu du lịch biển Hải Hòa. Tổ chức thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả đã vận động đối thoại đối với 15 trên 31 hộ tại các dự án. Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa của công ty cổ phần Hiền Đức, đường Đông Tây 1 kéo dài, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đồng thời tổ chức xét và giao đất tái định cư đối với 97 hộ, gồm 3 hộ thuộc dự án đường dây 500 kV, đấu mối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia, 1 hộ tại dự án đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại Hải Thượng, 13 hộ dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận 5 xã là 80 hộ. Sau tháng cuối năm 2021, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo các hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các phòng chuyên môn liên quan, quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng tại các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tăng cường sự phối hợp với các chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án vốn ngân sách, dự án đầu tư công, dự án lớn, trọng điểm, để đảm bảo nguồn vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Mai Cao Cường, Thị ủy viên, Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng thị xã Nghi Sơn cho biết. Bước vào năm 2021 thì trong cái công tác giải phóng mặt bằng có gặp những cái khó khăn. Thứ nhất là từ đầu năm đến nay thì đã bùng phát 2 cái đợt dịch Covid, nó dẫn đến làm ảnh hưởng đến cái công tác triển khai, đặc biệt là các cái hội nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai nữa là trong năm 2021, những tháng đầu năm thì các cấp các ngành để tập trung vào công tác để thực hiện việc tổ chức cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nó cũng chi phối rất nhiều thời gian, đặc biệt là cái thời gian của cấp xã và các thôn liên quan đến cái công tác chuẩn bị cho cái công tác bầu cử.
Đồng thời là trong những tháng đầu năm vừa qua thì một số các cái chính sách cũng có những cái thay đổi, nó cũng làm ảnh hưởng. Cụ thể ví dụ như trước đây thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho hỗ trợ cái chênh lệch giá đối với đất tái định cư thì nay cái chính sách này không còn nữa. Thứ hai nữa là liên quan đến cái quyết định về quy định về cái giá cây cối hoa màu thì cũng đã có cái thời gian dừng để có cái thay đổi quy định mới, dẫn đến là nó cũng ảnh hưởng đến cái công tác giải phóng mặt bằng. Một cái điều quan trọng nữa là cùng một thời điểm thì Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án và đều có yêu cầu tiến độ là rất là gấp, là phải có quy định tiến độ cụ thể các cái mốc ở 30 tháng 4, 30 tháng 6. Do vậy cho nên là cái số lượng con người làm công tác giải phóng mặt bằng thì không nhiều nhưng số dự án thì lớn. Do vậy cho nên là cái kết quả nó cũng chưa được đạt cao. Tuy nhiên là đến nay thì cái công tác mà chuẩn bị về kiểm kê và hoàn thiện các hồ sơ để trình phê duyệt thì cũng đã được hoàn tất với cái diện tích khoảng 200 hectare. Do vậy cho nên là trong cái quý 3 này chúng tôi sẽ ngay từ đầu quý 3 chúng tôi sẽ hoàn thiện các hồ sơ để trình. Thì chắc chắn là trong cái tháng 7 thì cái tổng diện tích thu hồi nó đạt khoảng 70% so với tổng cái kế hoạch của năm. Nên dự kiến thì cuối năm thì cái kế hoạch nó cũng sẽ đảm bảo theo cái yêu cầu tiến độ đề ra. Về cái mục tiêu nhiệm vụ trong cái 6 tháng cuối năm, trước hết là Ban giải phóng mặt bằng là cơ quan thường trực của các hội đồng bồi thường sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân mời các cái nhà đầu tư vào tiếp tục đến để rà soát và ký cam kết đối với các cái dự án mà chưa ký cam kết. Thứ hai là sẽ xác định rõ, phân loại ưu tiên các cái dự án trọng điểm để mà bố trí nguồn lực con người để mà triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là phải giải quyết tất cả các cái tồn đọng vướng mắc còn lại đối với đường cao tốc Bắc Nam tuyến phía Đông đi qua địa bàn thị xã, đảm bảo là giải quyết tất cả các cái vướng mắc và công địa thi công cho các nhà thầu thi công là đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung vào giải quyết cái công tác giải phóng mặt bằng đối với cái dự án các tiểu đô thị động lực Tĩnh Gia, để mà đây là một trong các cái dự án mà nó có ảnh hưởng đến cái hạ tầng phát triển đô thị của thị xã. Thứ ba là chúng tôi sẽ tập trung vào cái dự án đường ven biển đoạn từ Quảng Xương đi Nghi Sơn. Đây là một cái dự án mà cũng đã được cấp đầy đủ nguồn kinh phí và có cái tỉnh rất quan tâm đến cái việc mà giải ngân thì cũng sẽ được tập trung để mà giải quyết. Ngoài những cái dự án mà từ ngân sách nhà nước trọng điểm như tên thì sẽ tiếp tục quan tâm đến các cái dự án trọng điểm của các nhà đầu tư như khu mở rộng giai đoạn 2 của cái thép Nghi Sơn, rồi dự án TNT theo cái kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi các dự án của các nhà đầu tư khác, ví dụ Long Sơn, rồi các nhà đầu tư khác mà có nhu cầu thật sự. Để mà thực hiện được các cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi đề xuất các cái giải pháp. Thứ nhất là đối với tất cả các cái cơ quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sẽ phải tập trung và phân công con người đầy đủ, đảm bảo thực hiện tốt các cái nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cơ quan đơn vị mình. Thứ hai là các cái toàn bộ hệ thống chính trị sẽ vào cuộc để trên cái cơ sở các cái chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để thực hiện cái việc tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đồng thời là sẽ kiến nghị kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh những cái vướng mắc khó khăn trong cái quá trình thực hiện dự án để mà sớm có những cái giải quyết những khó khăn vướng mắc để đảm bảo được cái hoàn thành 100% cái kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc khẩn trương quyết liệt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đã phát huy cao độ vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân cùng chung tay chống dịch, chủ động triển khai nhiều giải pháp bằng nhiều việc làm thiết thực hiệu quả,
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư, vận động người dân đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Để chung tay phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã chỉ đạo mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ nguồn lực, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, nhằm góp phần tăng cường nguồn lực cùng với cả nước, cả tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là mua vaccine và hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã có công văn vận động toàn dân tham gia ủng hộ. Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2021, tổng số tiền ủng hộ là gần 1 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu là xã Thanh Sơn, 90 triệu, cựu chiến binh thị xã ủng hộ 100 triệu đồng, công ty Trúc Lâm 888, 50 triệu đồng, công ty Cao Nguyễn 50 triệu đồng. Những món quà, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện tình cảm trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp nhận và tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã phân bổ các nguồn ủng hộ từ các cơ quan tổ chức cá nhân, đảm bảo đúng nội dung và đúng đối tượng hỗ trợ, đồng thời thực hiện giám sát việc sử dụng nguồn ủng hộ, đảm bảo đạt hiệu quả cao. Từ những việc làm kịp thời thiết thực hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã, cùng với các hoạt động tích cực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia của cả cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần vật chất, sức mạnh của toàn dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thị xã thực hiện tốt công tác phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, được Hội Phụ nữ thị xã và Hội Phụ nữ các xã phường duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tim, Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh Hóa, vốn huy động trong hội viên. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn đạt trên 800 tỷ đồng cho 24.000 lượt hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, giúp nhau về ngày công, con giống, tiền mặt, toàn thị giúp 742.080.000 đồng và hàng nghìn ngày công lao động cho hơn 2.150 gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn, trao 85 con bê sinh sản cho 85 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 850 triệu đồng và hơn 6.000 con gà với tổng trị giá 140 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội duy trì mô hình huy động nguồn vốn tại chỗ thông qua các loại hình như tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn bằng tiền, bằng vàng để giúp cho phụ nữ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, có 40.789 cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tham gia các tổ nhóm tiết kiệm với số tiền là 23 tỷ 473 triệu đồng, cho trên 23.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được hội chú trọng quan tâm, vận động được 370 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, duy trì hoạt động của câu lạc bộ doanh nhân nữ thị, 5 câu lạc bộ nữ tiểu thương, phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn khởi nghiệp, chương trình tuyên truyền hướng dẫn sử dụng Nestle tại vùng nông thôn, chương trình phụ nữ tự tin làm kinh tế cho 141 chị tham gia và tạo điều kiện cho các chị được tiếp cận vay 700 triệu đồng khởi nghiệp ban đầu, phối hợp tổ chức 11 lớp dạy nghề thủ công đan lồng đèn xuất khẩu, đan thảm cho 796 hội viên phụ nữ của các xã Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Cát Sơn, Thanh Sơn, Ninh Hải, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Sơn, Hải Ninh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ thị xã cũng đã phối hợp với các ngành tổ chức 162 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 4.624 hội viên phụ nữ tham gia, phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 450 chị là chủ các cửa hàng buôn bán, sản xuất và các nhà hàng,
nữ doanh nghiệp trên địa bàn thị. Đặc biệt, công tác xây dựng các mô hình phát triển kinh tế luôn được hội quan tâm, vận động thành lập 6 hợp tác xã, vượt 25%, 17 tổ liên kết trồng trọt chăn nuôi, 69 doanh nghiệp nữ, tham gia 4 kỳ Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo do Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức, đạt giải xuất sắc tiêu biểu, tham gia chương trình Phụ Nữ Tự Tin Làm Kinh Tế cấp Trung ương, có một cá nhân đạt giải nhất và một giải ba. Bằng nhiều hình thức trong 5 năm qua, các cấp hội đã giúp cho 2.185 lượt hộ nghèo, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 1.158 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xuống còn 2,05%, vượt 25% nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện gửi Giám đốc các sở, trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Công điện nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát ở nhiều địa phương. Cả nước đã có 51 trên 63 tỉnh, thành phố xuất hiện các điểm ổ dịch với 17.312 ca nhiễm, 81 ca tử vong, đã xuất hiện nhiều chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, công sở. Rất khó khăn cho việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên. Đặc biệt, tại Hà Tĩnh và Nghệ An, sát cạnh tỉnh ta, tính từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến nay, đã ghi nhận 217 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tại tỉnh ta, với phương châm chỉ đạo, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, ưu tiên phòng chống dịch, đi đôi với phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát. Các ca bệnh rải rác xâm nhập đều đã được phát hiện sớm, giám sát chặt chẽ, xử lý nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly triệt để các trường hợp tiếp xúc F1, F2, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, ở một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Một số địa phương còn lúng túng, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Dự báo trong thời gian tới, xu hướng di biến động dân cư từ các điểm dịch, vùng dịch, kể cả người nhập cảnh trở về địa phương, làm cho nguồn lây nhiễm càng trở nên phức tạp. Nhằm tiếp tục duy trì thành quả công tác phòng chống dịch, tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau. 1. Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động, linh hoạt trong phòng chống dịch, kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố đến Thanh Hóa và người Thanh Hóa đi đến các tỉnh, thành phố trở về, xác định đầy đủ và đúng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể xảy ra ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng. Khi xuất hiện ca nhiễm, phải truy vết thần tốc, khoanh vùng gọn, cách ly triệt để, đồng thời tăng cường thực hiện xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát các nguy cơ lây nhiễm, thường xuyên duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng để chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 2. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế và ổn định xã hội. 3. Thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả những người đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài ngay trong ngày đầu tiên trở về, chủ động giám sát, nắm bắt sớm thông tin về lịch sử đi lại, tiếp xúc của những người ở các tỉnh, thành phố khác khi trở về địa phương, đảm bảo tất cả những người trở về từ các tỉnh, thành phố khác phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo. Thực hiện phân loại đối tượng, nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tuyệt đối không để lọt, bỏ sót các đối tượng nguy cơ cần phải cách ly y tế. Phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng, mà nòng cốt là lực lượng công an,
nắm chắc di biến động dân cư ở từng địa phương. 4. Tổ chức thực hiện việc giám sát, quản lý, cách ly y tế đối với những người đến trở về tỉnh Thanh Hóa từ các tỉnh, thành phố như sau. 4.1. Khuyến cáo cán bộ, công chức và người dân không đến các tỉnh, thành phố có dịch. Yêu cầu cán bộ, công chức và người dân không đến các mốc dịch, điểm dịch, vùng dịch đã được Bộ Y tế công bố. Trong trường hợp cần thiết nếu đi, phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương. Các địa phương cần quản lý, giám sát chặt chẽ những người đi hoặc đến các mốc dịch, điểm dịch, vùng dịch khi trở về. 4.2. Tất cả những người đi đến và trở về từ các điểm dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly, giãn cách, mốc dịch tễ phải cách ly tập trung ít nhất 21 ngày và theo dõi y tế tại nhà ít nhất 7 ngày. 4.3. Tất cả những người đi đến và trở về từ các tỉnh, thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, kể cả không liên quan đến các ổ dịch, phải thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày, chịu sự giám sát của tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế. 4.4. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà theo công văn số 2537 ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà các đối tượng nguy cơ để phòng chống dịch COVID-19. 5. Yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học, sân bay, bến xe, nhà ga phải lập phương án phòng chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau. 5.1. Tự đánh giá mức độ an toàn theo quyết định số 2194 ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Rà soát, khắc phục các tiêu chí chưa đạt, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định số 2787 ngày 5 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn các phương án phòng chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp. 5.2. Các bệnh viện, cơ sở y tế tiếp tục tổ chức thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 1785 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thực hiện phân luồng, chặt chẽ, sàng lọc, xét nghiệm, phát hiện sớm các đối tượng nguy cơ, tuyệt đối không để dịch lây lan trong các cơ sở y tế hoặc lây lan từ 2 phòng trên một buồng bệnh trở lên trong bệnh viện. 5.3. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc tầm soát nguy cơ dịch tại các khu vực trọng điểm như các công ty, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, sân bay, bến xe, nhà ga, theo tinh thần công điện số 17 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở sản xuất đông công nhân triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. 6. Giao Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp nâng mức cảnh báo dịch lên một mức, triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thành lập Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 dưới sự chỉ đạo chung của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn. Thành lập thêm một chốt kiểm soát liên ngành do thị xã Nghi Sơn quản lý tại khu vực Khe Nước Lạnh, đoạn đường quốc lộ 1A cũ, bổ sung thêm nhân lực cho chốt tại Khe Nước Lạnh, đoạn đường quốc lộ 1A. 7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các địa phương chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ tham gia kỳ thi. 8. Giao Sở Giao thông Vận tải thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đi đến các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên. 9. Yêu cầu tất cả các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh bố trí tối đa không quá 2 người trên một phòng,
bố trí đủ nhà vệ sinh, nhà tắm, siết chặt việc tổ chức thực hiện cách ly, kiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, thực hiện bàn giao những người hoàn thành cách ly cho các địa phương theo đúng quy định và quản lý sau cách ly theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan xây dựng kế hoạch trưng dụng một số khách sạn để triển khai cách ly khi có yêu cầu. 10. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những người không chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch, đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông. 11. Về chế độ thông tin báo cáo, yêu cầu tiếp tục duy trì như sau. Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ sở y tế công bố công khai số điện thoại, đường dây nóng, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ để người dân biết và cung cấp thông tin phòng chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước 15 giờ hàng ngày gửi Sở Y tế Tổng hợp. Giao Sở Y tế Tổng hợp báo cáo thường trực tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và thông báo cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trước 16 giờ hàng ngày về tình hình dịch bệnh, các kiến nghị, đề xuất, các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. 12. Các nội dung không đề cập tại công điện này thực hiện theo văn bản chỉ đạo trước đây của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung công điện này và chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn thông báo cấp cảnh báo cháy rừng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, ngày 29 tháng 6 ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, có ngày phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Cảnh báo, ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cùng với đó, vật liệu cháy dưới tán rừng khô nỏ, đặc biệt vật liệu cháy dưới tán rừng thông, nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn trên các loại rừng. Tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Trước tình hình trên, để chủ động phòng cháy và sẵn sàng cho chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các xã phường có rừng thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường, thôn, tổ dân phố, bản tin cấp dự báo cháy rừng tối thiểu 3 lần trên một ngày, sáng sớm, trưa và chiều tối. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ trong ngày, chú trọng các giờ cao điểm, quản lý chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, tập trung kiểm soát việc đốt dọn rác thải sinh hoạt, đốt vàng mã, đốt hương tại các khu lăng mộ, nghĩa địa, trong và ven rừng, nghiêm cấm việc đốt xử lý thực bì để trồng rừng, vệ sinh rừng, sau khai thác, sử dụng lửa để nấu nướng đồ ăn, trong quá trình vui chơi dã ngoại trong rừng, trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và hậu cần và tổ chức lực lượng xử lý kịp thời ngay từ khi có đám cháy mới phát sinh. 2. Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách các hộ nhận khoán tuần tra canh gác lửa rừng ở các khu rừng thông trọng điểm cháy, phối hợp với hạt kiểm lâm tổ chức trực tại các điểm quan sát lửa tầm xa, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. 3. Trưởng các phòng ban đội và thủ trưởng các ngành đơn vị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và hậu cần tham gia chữa cháy rừng khi được điều động. 4. Các thành viên ban chỉ đạo thị xã, hạt kiểm lâm tăng cường kiểm tra đôn đốc các xã phường có rừng, chủ rừng thực hiện công tác phòng cháy, trực cháy rừng, báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo thị xã theo quy định. 5. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã phát thanh bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh của thị xã 2 lần trên một ngày. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng, các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã, thủ trưởng các ngành đơn vị có liên quan, nghiêm túc tổ chức thực hiện,
ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm. Truyền thông của Trung tâm Y tế thị xã về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2021. Thời tiết mùa hè là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh, phát triển, dễ lây lan như thủy đậu, quai bị, rubella, cúm A, sởi, tay chân miệng, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, bệnh tả, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu. Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình này, người dân ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần chủ động phòng chống các bệnh dịch bệnh mùa hè. Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. 1. Nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại trừ mầm bệnh. Hạn chế đi ra ngoài trời và khi cần ra ngoài trời thì phải mặc áo quần che kín da và đội nón rộng, vành che phủ kín vùng cổ gáy, phòng say nắng. Ăn đủ chất, chú ý thêm các loại rau củ quả nhưng cần xử lý sạch sẽ trước khi ăn. Không ăn những thức ăn chưa nấu chín như tiết canh, nem chua, thịt, các loại nấu tái, trứng sống, gỏi cá, không ăn uống ở những hàng quán, không đủ nước sạch và không hợp vệ sinh. Uống đủ nước, người lớn uống ít nhất 2 lít trên ngày, trẻ em thường cho uống nước, thêm nước cam vắt hoặc nước chanh, hạn chế sử dụng các loại nước đóng chai, nhất là loại nước có ga. 2. Vệ sinh môi trường, nhà ở gọn gàng, sạch sẽ, thông thoáng để làm giảm độ nóng và thanh thải mầm bệnh trong không khí. Không để thức ăn, rác, nước thải, vương vãi, làm thu hút ruồi, côn trùng vào nhà. Không thải bỏ bất cứ vật gì xuống nguồn nước sạch vì sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và vi khuẩn, virus có điều kiện phát triển mạnh, gây nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng. Cá nhân, gia đình và cộng đồng tích cực khuyến cáo mọi người không vứt rác bừa bãi ra môi trường, rác cần được thu gom xử lý đúng theo quy định. Mọi người dân cần tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách ăn uống đủ chất, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thức ăn có nhiều vitamin, có chế độ làm việc, sinh hoạt, luyện tập thể thao và nghỉ ngơi hợp lý. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan sang người thân và cộng đồng. Bùng tiệc giá sốc, khuyến mại lớn của truyền hình K Cộng chào đón Euro 2021. Giá trọn bộ thiết bị chỉ còn 395.000 đồng và tặng thêm 1 tháng thuê bao miễn phí cho thuê bao đăng ký mới từ 6 tháng. Hãy lắp K Cộng ngay hôm nay để cháy cùng Euro, đại tiệc bóng đá châu Âu sôi động, được mong đợi nhất năm với những trận cầu đỉnh cao cấp đội tuyển quốc gia. Và đừng quên tận hưởng trọn vẹn các nội dung giải trí cực hot chỉ có trên truyền hình K Cộng. Độc quyền ngoại hạng Anh với những trận cầu gay cấn, độc quyền cúp châu Âu C1 và C2. Đón xem giải quân vợt ATP đặc sắc, phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, hàng loạt phim bom tấn quốc tế cùng vô vàn nội dung giải trí hấp dẫn khác chỉ có trên K Cộng. Mua K Cộng để thưởng thức tới hơn 170 kênh giải trí hàng đầu, chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ từ 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem miễn phí K Cộng mọi lúc mọi nơi ngay trên thiết bị di động của bạn với gói cao cấp nhất trên ứng dụng K Cộng. Ưu đãi số lượng có hạn. Đăng ký lắp K Cộng ngay hôm nay. 1. Đại lý Thành Tâm, địa chỉ chợ Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 2. Đại lý Hoàng Anh, địa chỉ phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0919 737 990. 3. Đại lý Toàn Tuyết, địa chỉ phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0982 110 153. 4. Đại lý Thành Hạnh, địa chỉ phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0986 633 825. 5. Đại lý Tuấn Vinh, địa chỉ xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn. Điện thoại 0904 952 032. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chỉ có đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chỉ có đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m.
và nhớ trong lòng, rửa tay sạch mỗi lúc, cùng thông điệp 5K nhớ nha. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Một, chỉ có đừng đi chơi. Hai, khẩu trang đeo trắng rời. Ba, tạm xa nhau 2 mét. Bốn, thành thật khai báo nha. Năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mỗi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè. Một, chỉ có đừng đi chơi. Hai, khẩu trang đeo trắng rời. Ba, tạm xa nhau 2 mét. Bốn, thành thật khai báo nha. Năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mỗi lúc, cùng thông điệp 5K. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.